Với 90 bức ảnh được sưu tầm và trưng bày tại triển lãm ảnh Pleiku xưa và nay, du khách đã có một cái nhìn toàn cảnh về bước phát triển đô thị của Pleiku. Đây là một trong những hoạt động nằm trong tuần lễ văn hóa du lịch chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đô thị Pleiku. Đến triển lãm qua các bức ảnh về Pleiku xưa, du khách sẽ dễ dàng hình dung được toàn cảnh về sự đổi thay của đô thị Pleiku suốt 90 năm qua. Trong 90 bức ảnh về Pleiku, trong đó có khoảng 65 bức về Pleiku xưa và 25 bức về đô thị Pleiku ngày nay. Qua từng góc ảnh, người xem sẽ có những so sánh, đối chiếu và thấy được sự thay đổi đáng kể của Pleiku ở trên các phương diện kinh tế, kiến trúc, đô thị và văn hóa. Với những bức ảnh xưa lưu giữ nhiều địa điểm quen thuộc như Tòa hành chính tỉnh Pleiku, Trường nữ tiểu học Pleiku, Công viên Quách Thị Trang, Ngã ba Diệp Kính, Ti Bưu Điện, Dốc Hội Phú, đặc biệt, người xem còn cảm nhận được một cuộc sống bình dị nhưng không kém phần sôi động của đô thị Pleiku cách đây vài thập kỷ. Tất cả gợi lên hình ảnh về một Pleiku xưa thật gần gũi, thân thương và bình dị. Pleiku ngày nay đã trở nên hiện đại hơn với những tuyến đường được mở rộng, nhựa hóa khang trang sạch đẹp như Hai Bà Trưng, Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, nhà cửa san sát trên các tuyến phố với cảnh bán mua tấp nập. Các công trình xưa cũ như bệnh viện, bưu điện tỉnh đã được thay thế bằng kiến trúc hiện đại khang trang. Triển lãm là những mảnh ghép ký ức tuyệt vời để hồi nhớ về một đô thị Pleiku trước đây. 90 bức ảnh tại triển lãm đã giúp người xem so sánh tốc độ phát triển của thành phố Pleiku. Cũng trong dịp này, chương trình giới thiệu hoa lan từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 12 cũng đã đem đến cho người yêu hoa cơ hội thưởng lãm nhiều loài hoa lan đẹp của các câu lạc bộ hoa lan trên địa bàn tỉnh.